chúng ta học về di xuất học. Hôm nay là kỳ thứ 31. Kỳ thứ 31 này ta bắt đầu học về bát xuất quy củ tụng, tức là cái bộ luận nhỏ thôi để luận về bát xuất quy củ, để bổ sung cho cái ý nghĩa, nó bổ sung và nó tất yếu lại về cái tánh, cái tướng và cái công dụng của bát thức tâm vương, mình gọi đó là bát thức quy củ. Nhưng mà hôm nay là trước khi mà học bát thức quy củ thì ta bổ sung lại cái bữa cái bài tụng mà bài tụng thứ 30 của Duy Thức Tam Thập Tụng, là cái bài về về gì đó, từ lương gia hạnh thông đạt tu tập và cứu cánh. Cái bài tụng về cứu cánh vị, tức là cái địa vị cứu cánh. Cái địa vị cứu cánh là hôm đó ta học kỹ rồi đó, nhưng mà nó còn vài câu nữa mà nó chưa rõ, hôm nay mình bổ túc thêm, rồi mình sẽ học sang về bát thức quy củ tụng. Cái địa vị cứu cánh này nó quan trọng ở cái chỗ mà như tuần trước ta đã nghiên cứu qua. Địa vị cứu cánh là đây cảnh giới vô lậu. Thì mình ôn lại là để ý cái chữ vô lậu, tu là phải đạt tới cái trình độ vô lậu thì là mình mới có được xuất ly tam giới, mới được là có bồ đề, có niết bàn. Chữ vô lậu là để ý nó quan trọng đó. Đến cái địa vị cứu cánh là đây là cảnh giới vô lậu. Chữ vô lậu mình nói đơn giản là không còn phiền não vô minh nữa. Đó là một nghĩa. Cái nghĩa thứ hai là vì cái lẽ không còn phiền não vô minh nữa, cho nên là nó không còn lọt rớt ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Không còn chịu cái sự đau khổ, dày dò, hành hạ của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Không còn lọt rớt trong đó. Nói cách khác là nó không còn luân hồi ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Hay là nói cách khác nữa là nó không còn luân hồi ở trong cõi trời, Atula, người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Nó không còn luân hồi ở trong sáu cái đảo luân hồi đó. Cho nên gọi là cảnh giới vô lậu. Đó là cảnh giới bất tư nghì. Mà bất tư nghì thì nó có mấy chữ hổng tôi nhấn mạnh là một là bất tư nghì thiện. Là cái người mà đạt tới trình độ này rồi đó, trình độ mà cứu cánh vị này rồi đó, thì cái thiện này không còn có thấy mình tu hành thiện nữa, mà luôn luôn mình sống ở trong môi trường thiện, hoàn cảnh thiện và thân khẩu ý đều thiện. Do vậy cho nên cái thiện đó gọi là bất tư nghì thiện. Thường cũng là bất tư nghì. Thường tức là mình phải nhận thức được mình không còn đau khổ bởi cái hiện tượng vô thường sanh diệt nữa đâu. Cái hiện tượng sanh diệt vô thường sanh diệt đó là mình ở bên, hoàn toàn mình nhìn bằng con mắt của nhục nhãn và thiên nhãn, thì mình còn thấy là cảnh giới của đời này là vô thường, là sanh diệt, là khổ đau. Chứ còn mà đạt tới cái trình độ mà cảnh giới cái địa vị
để bị cứu cánh này thì người ta không thấy, người ta thấy được cái tính chất thường của sự vật hiện tượng. Câu gì ở ngoài cái tháp này mỗi lần tôi nói là cái đầu tôi có lẽ gần hết xài rồi, tôi xin báo cáo cái đầu gần hết xài rồi đó nha. À, xin báo cáo cái đầu này gần hết xài rồi, gần phế thải rồi. Cái bài của Hòa Thượng Viện Chủ đây nè, khắc ở ngoài cái tháp đó nè: chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Đấy, nhìn bên hiện tượng đó là chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Tức là nhìn bằng nhục nhãn mà nhìn, nhìn bên hiện tượng của núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, hữu tình vô tình, động vật thực vật khoáng vật trên cái mặt bằng của cái địa cầu này, thì tất cả cái đó gọi là chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Nó là pháp sanh diệt hết, không có cái nào không sanh và không diệt. À, mà cái người mà tu đến cái địa vị cứu cánh này đó là phải lấy cái vế sau: sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Anh muốn được cái thấy chân thường, anh có được cái vui tịch diệt là anh phải diệt đi cái ý niệm sanh diệt, thì các vị sẽ có cái vui tịch diệt. Ở đây là tôi gọi là bất tư nghị thiện thường, phải thấy được cái bản thể chân thường của sự vật hiện tượng. Còn mình nhìn trên cái hiện tượng sanh diệt thì mình thấy là vô thường, là vô ngã, là khổ, là không, là nó làm cho người ta đau khổ. Nhưng mà nhìn về bản chất, về cái thực tính của thực tướng của vạn pháp, mình thấy được cái chân thường của nó. Nó có cái thường chứ, tại mình nhìn trên hiện tượng, mình nhìn bên tục đế thì mình thấy nó là vô thường. Mà nhìn thấu suốt bằng trí tuệ, nhận thức chân lý thì mình thấy được cái chân thường của nó. Như tôi nói, ví dụ như mình đi Vũng Tàu, mình đi Long Hải, mình đi tắm biển, mình nhìn mặt biển đó mà mình thấy là luôn luôn là mặt nước biển là sanh diệt chứ gì. Nhưng mà kỳ thật ra không phải vậy đâu. Nước biển không phải sanh diệt như là sóng bòi bấm bọt mà ao ạt lô nhô rồi nổi chìm như ta thấy. Mà thật chất, thật sự, thực thể của cái nước biển là nó phẳng lặng như gương vậy. Cho nên không phải ao ạt lô nhô nổi chìm sanh diệt như vậy, mà nó phẳng lặng, nó không sanh, nó không diệt, nó phẳng lặng. Thế thì là cái ảo ạt lô nhô đó, cái bản chất của nó, cái bản thể của nó đó thì là phẳng lặng như tờ. Cũng vậy, mình nhìn cái hiện tượng vạn pháp, mình thấy vô thường sanh diệt, diệt sanh. Mà cái người tu đạt tới cái trình độ mà cái địa vị cứu cánh này nè, địa vị chứng đạo mà đến địa vị cứu cánh này nè, ta thấy được cái tính chất thường của sự vật, hiện tượng của vạn pháp. Cho nên cái đó gọi là bất tư nghị thiện thường. Cái thiện đạt cái trình độ này là bất tư nghị, cái thiện bất tư nghị. Cái thiện này không phải là bỏ ra 100.000 hay 50.000 hay là 10 triệu, 100 triệu gì đó để đi làm cái gì đó, rồi ghi công, rồi phải làm cái sớ độc, không có. Bỏ ra bao nhiêu làm cái gì, tất cả gì lợi ích cho tất cả đều không có ghi và cũng không có độc sớ. Bởi vì mình còn ghi, mình còn đọc sớ đó là tu vậy là thấp lắm đó nha. Thành ra là cái thiện mà bất tư nghị thiện đó là không có là ghi, không có đọc sớ. Và làm mà không bao giờ thấy mình làm cho ai và mình làm cái gì. Gọi là bất tư nghị thiện. Cho nên là chúng ta học mà nếu mà mình mới nghe kinh đó, mình tưởng đâu là Đức Phật xuất pháp 49 năm rồi mình quan nghênh Đức Phật, mình lại mình nói ồ Đức Phật tội nghiệp ngài thương chúng con, ngài nói kinh nhiều, ngài nói ta có nói gì đâu, không có nói gì hết.
ta nói là những cái bình thường vậy đó, cái yêu cầu của các ngươi, của các đệ tử hỏi vậy là ta nói vậy, cái pháp của ta hiểu đâu phải nhiêu đó. Hai nữa là ta nói như vậy không có nghĩa là để ta làm bổn sư không cần. Tại vì chúng sinh đau khổ quá, ta là cái người thấy được cái chân lý mà có thể giải thoát được những cái nỗi khổ đó. Cho nên là ta nói cho các vị vậy thôi, chứ cái pháp của ta nói trong ba tạng nó không có cái nào của Như Lai hết. Khổ của cuộc đời tự nó có như vậy, Như Lai nói cho các vị biết vậy thôi. Dù là có tam khổ bát khổ, Như Lai chia sẻ ra, Như Lai tổng hợp lại rồi Như Lai chia sẻ ra để cho các vị biết cái khổ để mà nhận thức nó. Và khi các vị đã biết cái khổ đã là quả khổ thì nó có nguyên nhân của nó, mà các người chưa biết vậy thì Như Lai chỉ cho các người biết rằng là cái khổ đó ba khổ lớn rồi chia ra tám khổ nhỏ, Như Lai chia sẻ ra, Như Lai hợp lại, nhưng mà nó có nguyên nhân của nó, các người không biết, các đệ tử không biết. Như Lai chỉ cho cái nguyên nhân của khổ đó là do tập đế, do phiền não, do tham sân si mạn nghi, do thân kiến biên kiến và kiến kiến thủ với cánh thủ, do phẫn hận phu não tạch xa. Thế thì cái đó cũng phải của Như Lai nhé. Cái đó là do Như Lai có cái trí tuệ, Như Lai thấy nó rất là rõ ràng. Khổ đó là cái quả khổ. Mà cái quả khổ nào cũng có cái nguyên nhân để sanh ra cái quả khổ đó. Không bao giờ có quả mà không có nhân. Cũng như ngược lại, không bao giờ làm nhân mà không có quả. Thế thì Như Lai thấy cuộc đời nó vậy, nên như vậy Như Lai nói như vậy thôi. Chẳng có gì của Như Lai hết. Niết bàn là diệt đế cũng vậy. 37 phẩm phương tiện để tu hành, để có niết bàn, để vượt ra cái khổ của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thì Như Lai cũng thấy của cuộc đời nó như vậy, Như Lai nói như vậy, chứ không có cái gì của Như Lai hết. Do vậy mà Như Lai có cái thiện bất tư nghị. Không có của Như Lai. Giống như ánh sáng mặt trời rọi xuống như nhân gian này vậy, sáng đó ai muốn dùng cái gì đó là dùng. Ai muốn biến ra thành lửa để mà xài cũng được. Ai muốn thích lấy nó làm ánh sáng để công việc làm ăn, rồi ai có làm nghề gì, các ngành các nghề tùy theo ngành nghề mình làm ăn. Còn ánh sáng mặt trời là không có cái ơn cái nghĩa gì hết. Làm việc của Như Lai cũng vậy, không hề có đặt cái vấn đề ơn nghĩa với ai. Cho nên cái thiện cái đó là cái thiện bất tư nghị. Thiện mà không thấy mình làm thiện, không có hy vọng ơn đền nghĩa trả, cho nên gọi là bất tư nghị thiện, bất tư nghị thường, phải thấy được tính chất chân thường của sự vật. Cho nên cái này là quan trọng, để ý mà học cái này. Nếu mà chúng ta mà không có để ý tư duy quán chiếu mà chúng ta không thấy được cái tính chất chân thường hả, là chúng ta cứ sợ mãi thôi. Cho nên cái câu tôi nói nãy đó, chư hạnh vô thường thảy sanh diệt pháp, đó là ta nhìn trên hiện tượng của vạn pháp. Hay nói theo Phật giáo là bên tục đế. Còn bên chân đế thì sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt gì là. Hãy diệt đi cái ý niệm sanh diệt thì sẽ có một cái vui niết bàn, cái vui tịch diệt. Chứ không phải là sanh diệt vậy đó là cái đáng sợ, không phải. Hãy diệt đi cái ý niệm sanh diệt. Đừng có sợ sống ngoài bóng bọt nó lặn rồi nó mất. Bữa nào đó thấy biển phẳng lặng rồi lại buồn than nó rằng là cái mặt biển bữa nay nó không có cao lên được bao nhiêu tấc, bao nhiêu thước, bao nhiêu bữa hổng. Mà vậy là cái nước này nó cạn đi, nó mất đi, nó lưng rồi ư. Không có đâu. Đừng có đau thương, đừng có tiếc nuối cái đó. Vì cái đó là cái hiện tượng sinh diệt. Mà kỳ thật là bản thể của nó là bất sinh bất diệt mới thật sự là cái thể của nước. Cho nên sanh diệt diệt dĩ với tịch diệt di lạc, diệt đi cái ý niệm sanh diệt. Mà phải chứng thật được là cái thế giới này, cái bản thể của nó là chân thường. Cái chân thường đó là kinh Niết Bàn tôi gọi là thường, lạc, ngã, tịnh. Bốn cái đức đó là phải thấy được cái đó. Mà cái địa vị cứu cánh vị này là phải thấy được cái đó. Phải thấy là thường.
Còn khổ hả? Phải thấy là lạc, thấy cho được cái khổ đó, là nó ở trong cái lạc. Cái lạc mà nếu ta không biết thì nó biến dạng ra, nó thành cái khổ. Và cái khổ đó mà nếu chúng ta biết quá giải thì là nó thành ra cái lạc. Bởi vì cái khổ đó nó không có tự tánh. Khổ là khổ vì tham, vì sân, vì si, vì phẩm thận phú não tật sang ha. Đó là nguyên nhân của khổ mà, nó không có tự tánh. Tam độc thủy bào hư xuất mộc. Do vậy cho nên là mình học mà khổ không là không đúng. Là phải thấy được lạc. Vô thường mình phải thấy được cái bản thể thường của vạn pháp. Khổ của hiện tượng sự vật của đời này, mọi người nói là khổ chứ gì, phải thấy được cái lạc. Rồi như thế Tôn ngôn như thuyết pháp vô ngã, mình học nè. Như lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả pháp vô ngã. Nhưng mà mình phải học, không phải vô ngã là chân lý tuyệt đối, mà là nó có cái ngã của nó. Cái ngã của nó là gì? Tức là chỉ do bản thể bất biến mà thường tùy, tùy duyên mà vẫn bất biến. Cái ngã là cái đó đó. Chứ không có một cái ngã mà kêu mình nó đơn vị cứng khư. Hiểu cái ngã nó có một cái đơn vị nào đó, một cái chất liệu nào đó, một cái dữ kiện nào đó cứng khư, để từ cái này sanh ra cái kia sanh cái nào đó, tự nó sanh ra đó mà. Thì cái đó không có. Không có độc lập tự sanh, không có độc lập tự tồn, không có độc lập bất biến, không có độc lập tự tại được. Nhưng mà không có cái gì làm mất cái tính chất mà bất biến của nó. Tùy duyên mà vẫn bất biến, bất biến mà vẫn tùy duyên. Thấy được cái tính bất biến thì mình thấy rằng cái hiện tượng sự vật hiện đại này, trong đó cả bản thân mình cũng là một hiện tượng tùy duyên của cái bản thể bất biến. Do học cái đó được rồi cho nên là mình thấy rằng là cái ngày mình chết rồi không có mất, vì nó thương mà, nó thương mà. Tôi nói ví dụ như này, này một cái chuyện đơn giản cái này nè. Cái này là không có phải khoe khoang gì hết đó nha, nhưng mà tại vì nó cần cái thí dụ, tôi mượn cái thí dụ à. Chứ không phải khoe nha, đại chúng để ý à. Cái thứ đồ bỏ này giờ nó rẻ rề, đừng có nói tôi khoe à. Đây là cái điện thoại di động nè. Ha. Tôi gài số rồi, kể cả số bên Mỹ. Nếu có người thân Mỹ gài số đây là tôi bấm một nút một thôi, là mấy phút sau là nói chuyện bên Mỹ gửi về. Và đất nước Việt Nam này từ chỗ nào cũng được, gài vô một số trong này, một nút thôi nha, bấm một nút một là nói chuyện với người đó. Thế là nói chuyện xong là không cần gì hết, chỉ cần ha, xếp nó ra vậy, bỏ đây là coi như xong. Rồi còn cái bà con thứ hai nào đó ở bên Pháp ha, cũng gài vô đây rồi đó, nhấn một nút một thôi là nói chuyện, rồi bỏ vô đây. Thế thì là khi mà không nói chuyện nữa là bỏ đây là cái gì ở bên Pháp, cái gì ở bên Mỹ của bà con mình ở trong này đó, âm thanh ở đâu không bao giờ có. Tìm lại âm thanh đâu có, âm thanh đây nói qua anh kia không có, thì cái gì giữ vậy trong này không hề có. Thế thì là cái hiện tượng, cái diệu dụng của nó là nó tùy duyên. Mà rồi khi mà mình xếp nó lại thì mình không xài nữa đó bà, coi như mình không tắt cái rồi đó bà. Giống như là nó không còn vậy. Mà kỳ thật nó còn. Cho nên cái chân lý duyên sanh nó hay lắm. Cái chân lý duyên sanh mà khoa học mà phát minh hiện đại chừng nào thì cái chân lý duyên sanh lại càng hay chừng ấy. Nó càng tỏ rõ cái chân lý duyên sanh lắm. Cho nên tôi nói với đại chúng là rất rất mừng là mình được làm đệ tử Phật, làm đệ tử với một đức bổn sư, với một ông thầy mà tuyệt vời. Những câu chuyện mà Phật nói mấy ngàn năm rồi, bây giờ khoa học càng phát minh thì nó làm cho sáng tỏ giáo lý của đạo Phật.
Cho nên cái đạo lớn ở trong, trong thế giới này, ai cũng biết có những thế giới lớn đông, mà nạn nhân của tôn giáo bên đạo Phật là Bồ Tát Thường Bất Sinh, nạn nhân của Thiên Chúa giáo là Galilei, mà nạn nhân của Bồ Tát Thường Bất Sinh đó thì là cho tới bây giờ không có cần sửa, mà nó vẫn là chân lý. Thường Bất Sinh hồi đó cách đây hằng hà sa số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp phát hiện ra cái chân lý là tất cả mọi người đều có thể thành Phật. Cho nên tôi không dám khinh thường các vị, vì các vị ai cũng đều được thành Phật. Bị mắng, bị nhiếc, bị chửi, bị bơi, bị đánh, bị đập, bị ma sát, nhưng mà cho tới ngày nay giáo lý đó vẫn đem ra xài. Thành ra ông Thường Bất Sinh vì đó là một người chứng đạo và phát hiện được cái chân lý hơn mọi người, chứ không phải là nói như vậy là có tội. Và trong đạo Phật cũng những cái người mà cho rằng Thường Bất Sinh có tội là những người tỳ kheo tăng thuận mạng, những người dốt nát ngu si, cho nên không phát hiện được chân lý đó. Trong khi cái lời mà của Thường Bất Sinh là cái lời chân lý, trong khi Galilei thì nói vấn đề trời tròn đất vuông đó mà. Nói trúng như vậy mà cái thời kỳ đó là về mặt giáo lý là phủ nhận. Phủ nhận rồi á, sau này mới chấp nhận. Còn cái giáo lý thời đó đó mà, những cái người mà không nhận thức được chân lý đó thì là đánh đổ. Nhưng mà tới từ sau này á, Phật Thích Ca nói rằng là Thường Bất Sinh xưa kia đâu phải người nào lạ. Cái người mà bị đại chúng mắng nhiếc chửi bới khinh rẻ đâu phải người nào lạ, nay chính là ta đây. Cái đó là cái độc đáo của Bụt Đức Bổn Sư của mình, của đạo Phật mình. Trong khi là Galilei thì nói bị dày rồi thì chỉ cần nói sao đó là coi như là xá tội, rằng là ông không phải nói thật nữa mà là tôi nói thật. Thế thì là kể từ đây là ông không có tội. Đại để là sau này cộng đồng Vatican người ta đặt vấn đề như thế. Cách mấy chục năm sau đó là Galilei nói hồi đó là trúng, còn tôi hồi đó nhân danh cái thời điểm đó mà tôi trị phạt hành hạ là cái lỗi về tôi. Cho nên hai cái nạn nhân của tôn giáo mà cái nạn nhân của Thần Bất Kinh thì là nó có cái giá trị cho tới thời kỳ Phật Thích Ca, không có chuyện gì sức mẻ hết. Thành ra cái chân lý của đạo Phật mình học mình để ý đó. Cái chân lý nhân duyên của đạo Phật, cái chân lý thường và vô thường, độc đáo là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, mà Đức Phật là giải thường lạc ngã tịnh. Nghe như là nó nói hẳn như vậy, nhưng mà đây là bất tư nghị thiện, là bất tư nghị thường, là bất tư nghị an lạc. An lạc giải thoát thân, nó có cái an lạc bất tư nghị. Để cái này học cái này. Nếu như đệ tử Phật chúng ta mà thực hành theo đạo Phật là mỗi người đều có cái sự an lạc bất tư nghị. Sự an lạc đó người ngoài nhìn không có biết, bạn bè nhìn không biết, thậm chí thân nhân mình cũng không biết được mình. Trừ ra thân nhân mình, bạn bè mình đồng cái bằng đạt giả đồng du niết bàn lộ đó, cùng một cái lý tưởng tu học, cùng một cái lý tưởng như là tinh tấn để tiến lên con đường giải thoát giác ngộ thì mới có thể biết nhau được. Còn bằng không người ta không có biết. Do đó là bất tư nghị, an lạc. Cái an lạc của mình ta không biết. Mà nhiều người, tôi có nghe được cũng nhiều người nói cái đó. Kể cả trong một cái gia đình mà cái người một trong gia đình thôi mà có nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp rồi sống quá, thì cái người đó có an lạc. Rồi từ từ những người ở gần mình mà họ mới thấy, họ mới biết, rồi họ mới tìm hỏi, thì có khi cái an lạc của bản thân mình riêng, nhưng mà từ từ rồi mình cũng cảm hóa được những người xung quanh, làm cho cái gia đình có an lạc, có hạnh phúc chung.
Nhưng mà trước nhất là mỗi người nào mà tự tu tự tánh là người đó có an lạc, gọi là an lạc giải thoát thân. Mà cái an lạc đó phải nhớ là phải trồng thêm cái chữ bất lương nghi trong, là an lạc giải thoát thân cộng với cái chữ bất lương nghi, bất lương nghi an lạc đấy, rồi bất lương nghi giải thoát. Có học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, các vị có một sự giải thoát bất lương nghi, tức là sự giải thoát mà người ta nhìn ta cũng không biết, nó giống như sự an lạc vậy. An lạc á, tức là cái tiêu chuẩn nó thấp hơn cái chữ giải thoát. Thí dụ như các vị mà tu hành mà giữ gìn tam quy ngũ giới ở tại gia thôi, thì so với cái thời kỳ mà chưa biết tam quy ngũ giới và bây giờ các vị phát nguyện giữ gìn tam quy ngũ giới, thì đời sống của các vị có cái an lạc hơn trước nhiều lắm, nó nhẹ nhàng đi nhiều. Bởi vì mình có giữ thêm được những cái điều Phật dạy mà. Ví dụ như quy Phật thì mình không có Phật, tức là giác mà. Mình nương tựa nướng về cái đấng giác ngộ thì tất nhiên là mình học theo cái gương đó, cái đạo đức đó, thì mình nhẹ bớt đi cái phần vô minh si mê. Quy Pháp, mình học chánh pháp, mình sống theo chánh pháp, quy tăng, quy bậc, bất quy thiên thần quỷ bậc, thế thì nội cái quy bậc không đó là mình cũng có quy lộn xộn nữa. À, cái chữ này thì nói là nếu mà nói phân tích ra thì Phật tử cũng còn cần phải để ý nhiều. Các vị ráng để ý bất quy bậc thì phải là bất quy thiên thần quỷ bậc nha. Không có thờ, không có quy, không có thờ thêm một ông nào nữa ngoài ông Phật ra. Bởi vì trời là ai mà phải thờ? Thiên thích địch vô âm thương thương hà sứ tầm. Trời mà lấy lỗ tai mà nghe là chỉ nghe như là bằng bật lặng lẽ chứ không hề nghe được cái gì. Lấy mắt mà nhìn thì chỉ thấy xanh xanh, chứ không có, trời không có ở đâu hết trơn á. Cho nên trời là phi cao và phi diễm, mình đô chỉ tại nhân tâm. Trời là ở trong cái tâm mình, cái tâm mình có tu thập thiện là mình có cái an lạc ngang bằng với cái phước báo mà người ta gọi phước báo ngang đó là phước báo của trời. Cho nên bất quy thiên thần, thần là các vị thần này, nhà vua sắc thông, cho nên không có chuyện gì mà phải thờ hết trơn á. Chẳng qua là chế độ phong kiến, người ta ông vua cảm ơn cái ông thần đó, ông tướng đó để ông phong làm thần. Thế thì ông bảo mình phải thờ, thế thì dân phải thờ, cúng tế đến mùa. Chẳng hạn như là Lưu Thiện đó mà phong cho Khổng Minh đó làm cái là Khổng Minh là chết rồi, giận bảo rằng chôn tôi rất đơn sơ, không được cúng tế gì hết. Nhưng mà cái ông Lưu Thiện này, con Lưu Bị này, cái ông này nó coi như là cha, mà ông có ông cha này thì cuộc đời của ông ta không có ra gì. Cho nên là y cảm ơn rồi y cúng tế, rồi y xây cái miếu, rồi y thờ, y ra lệnh nghĩa là phải cúng tế bốn mùa. Thế thì là việc cúng tế là do nhà vua chỉ định đó chứ, dân thì phải cúng vậy thôi. Mà bản chất dân thì là cũng khoái cái cúng, bởi vì tự mình thấy rằng cái khả năng của mình là chống với mưa, với tố, với bão tố, với nước lụt, với nắng hạn, với bệnh tật này kia, mình không biết làm sao mình cự nữ nổi. Thế thì có lẽ là có ông thần gió, ông thần mưa, ông thần sấm, ông thần nước lục, gọi là bà thủy, hát vân vân. Thế thì cái bản chất của mình là yếu đuối, mình sợ sệt đủ thứ rồi. Cho nên giờ đưa cúng vậy thì mình cũng hơi khoái. Cúng đâu mà hy vọng ông này che chở phụ lực mình đỡ khổ mới nào. Nhưng mà kỳ thật là không có đỡ được cái gì hết. Cúng không có đỡ được cái gì hết. Chẳng qua là nhà vua sắc phong bảo cúng mình phải cúng. Nhà vua sắc phong là để đền ơn. Đền ơn gì là đó là khai quốc công thành hay là gì gì đó, ta đền ơn. Ta đền ơn đó để đâm ta dùng những người sau nè, những người mà còn sống ở đây. Ông mà ông giúp tôi nữa là tôi cũng phóng ông vậy đó. Tôi cũng cho ông chức trước rồi ông, nếu mà còn sống là tôi cũng cho ông vậy đó. Cũng cúng được phong vậy rồi cũng được cúng kiến vậy. Thì coi như là đền ơn người chết, nhưng mà sự thật là cần cái người sống rồi.
tức là sự thật là kể như không minh là ảo, trước khi chết là trói, không có chôn cất lớn lao gì hết, cũng không có cần lăn tẩm mồ mả gì hết và không cần cúng tế. Thế mà mình cúng tế lung tung là tại vì cái tập tục, cái truyền thống lâu đời mà con người bản chất là yếu đuối. Nhưng mà đạo Phật thì phát minh được cái chân lý rồi, không có nhờ giả ai được hết, ngoài cái kim sanh tiện tu biết đó, tưởng liệu bất do biệt nhân, mình phải tự giải quyết, tự cứu lấy mình thôi, chứ không có nhờ ai được hết. Do vậy cho nên là Đức Phật đã thấy được cái chân lý đó, cho nên là quy Phật bất quy thiên thần quỷ vật trời và thánh thần nào đó và các thứ quỷ tạp nhạp nào đó, và chư Phật đây là người nào đó, người nào đó nó có cái tôn giáo, cái tín ngưỡng nào riêng đó, mình đừng có theo nó nữa, vì là mình đã chọn con đường, mình đã theo Phật rồi. Thế thì quy Phật là vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật, cho nên cái người mà quy Phật chân chánh là ngay nơi cái câu đó đã có sự giải thoát rồi, không có kinh nạn mà thấy ta khoai giác mai chạy quấy, nay tu này mai tiền kia, mốt lại bà nọ, bữa nọ lại cốc kia, bữa nọ lại đền đền này núi nọ ha, nội quy Phật thôi mà giữ được là nó có cái sự giải thoát rồi. Còn quy pháp thì là bất quy ngoại đạo tà giáo. Cái giáo lý của đạo Phật nó tuyệt lắm, học rồi nó cao siêu lắm, sẽ đủ sức làm cho mình tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, đủ sức làm cho mình thành trời, thành A La Hán, thành Bồ Tát, đủ sức làm cho mình thành Phật. Thế thì mình còn quy y giai nữa, quy y ngoại đạo nào nữa chi, tà giáo là cái giáo nào nữa chi, cho nên mình nhẹ lắm. Giải thoát là vậy đó. Giải thoát tức là cõi bỏ bao nhiêu cái ưu tư, cái sầu muộn, cái phiền toái không cần thiết. Đấy. Rồi quy tâm đó thì là bất quy tổng hữu ác đảng, khỏi bắt công kiếm bè bạn đảng phái nào nữa hết đó. Đi con đường Phật là quá tốt, nhẹ nhàng quá, an lạc quá, hạnh phúc, thậm chí là giải thoát được nữa. Giải thoát rất nhiều, và cái giáo lý đạo Phật đủ sức mình làm giải thoát từ nghĩa là phiền não vô minh của tam giới, mà còn đi tận cái đỉnh cao của Bồ Đề vô thượng, niết bàn vô thượng nữa. Thế thì còn với ai nữa? Cho nên là thực hiện cái tâm quy mà đúng thôi là mình đã có cái giải thoát thân rất là tốt, có cái an lạc rất nhiều và cái giải thoát rất tốt, đủ sức giúp cho mình làm cái việc đó. Mình làm tới đâu là mình có an lạc tới đó, gọi là giải thoát thân. Và tiếng giải thoát thân đây á, nó còn có nghĩa là mình là tu tới cái địa vị này, nó là cái bằng vô lậu giới, thử tức vô lậu giới. Cái địa vị này là cái địa vị vô lậu. Vô lậu nghĩa là không còn phiền não vô minh, mà không còn phiền não vô minh tức là mình giải thoát vậy. Do vậy tới địa vị này gọi là giải thoát thân. Mà giải thoát thân này nói cách khác á, diễn đạt cách khác á, thì là mình đã có được niết bàn rồi đó. Cái người mà có được chứng được niết bàn tức là cái người giải thoát. Tức là mình gục rửa, mình cởi bỏ tất cả những cái ý niệm thuộc về vô minh phiền não. Thì giải thoát trong đạo Phật là về cái mặt, là gột rửa cởi bỏ. Chữ giải là mở, chữ thoát là lột, giống như mình mở nút áo rồi mình cởi cái áo mình quăng bỏ vậy. Chữ giải thoát đây có nghĩa là giải thoát thân này là cái thân này không còn bị phiền não vô minh nó bao, nó quấn. Bao quấn được gọi là triền phược. Triền phược tức là nó quấn, nó trói, nó cột, nó bó mình lại. Bị phiền não vô minh nó trói, nó cột, nó bó, nó quấn mình lại. Bây giờ đây là mình giác ngộ rồi thì là mình tự nhiên mình làm cho nó, mình mở rồi mình cắt rồi mình bứt rồi mình xé rồi mình làm cho nó rứt hết những cái phiền não lưu minh, nó đứt hết, rời rung ra hết, gọi là giải thoát thân.
mà giải thoát thân cách bất khả tư nghị, bất tư nghị thì anh thường an lạc giải thoát thân, tức là bất tư nghị an lạc, bất tư nghị giải thoát thân. Đại Mâu Ni Danh Pháp, câu chốt Đại Mâu Ni Danh Pháp tức là mình trở về với cái pháp thân thanh tịnh của mình, pháp thân tịnh mặc. Tịnh mặc tức là cái pháp thân rồi vắng lặng, không hề có nhiễm ô, không hề có phiền não vô minh, không hề có nhiễm ô. Gọi là Đại Mâu Ni Danh Pháp tức là chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh. Mà nên nhớ rằng là mọi người chúng ta, mọi người nào cũng đều có cái pháp thân thanh tịnh. Áo quá không thanh tức pháp thân, trượt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh. Mà áo quá không thân tức pháp thân, cái thân mình đây gọi là thân áo quá, thân hiện tượng. Mà thân hiện tượng là đương nhiên là nó phải phát xuất từ cái bản thể duyên mà duyên sanh ra. Giống như đã có sóng bờ bằng bóng bột chìm nổi lôi nhô, thì bản thể của nó phải là nước phẳng lặng như tờ. Từ cái nước phẳng lặng như tờ mà duyên sanh ra các sóng mọi bằng bóng bọt lôi nhô chìm nổi, chứ không bao giờ không có cái thể nước phẳng lặng như tờ mà có sóng mọi bằng bóng bọt lôi nhô được. Mà bông sóng mọi bằng bóng bọt lôi nhô chìm nổi này phát sinh từ cái thể nước phẳng lặng như tờ. Do vậy cho nên ảo quá không thân tức là pháp thân. Thế thì bất tư nghị thiện thường an lạc giải thoát thân, Đại Mâu Ni Danh Pháp là mình cái bất tư nghị này nó trở về với cái bản thể, cái pháp thân thanh tịnh của mình, cũng gọi đó là cái tự tánh thanh tịnh, cũng gọi đó là tự tánh bồ đề. Con người có cái tự tánh bồ đề, tự tánh niết bàn, cái đó nó cộng lại thành gọi là Đại Mâu Ni Danh Pháp, tức là chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh. Đó là cái địa vị chứng đạo của Di Thức Học đó. Tu mà đạt tới cái trình độ cứu cánh của Di Thức Học là con người nó có cái trạng thái như vậy, nó có công dụng vậy đó. Cái công dụng của con người là vô lậu. Vô lậu chứ. Con người đạt tới trình độ bất tư nghị thiện, bất tư nghị thường, bất tư nghị an lạc, bất tư nghị giải thoát. Và đạt tới cái Đại Mâu Ni Danh Pháp tức là trở về với cái pháp thân thanh tịnh vốn có của mình. Đó, cái cách tu đó, tu Di Thức là nó từ cái là tư lương vị, gia hạnh vị, rồi thông đạt vị, rồi tu tập vị, rồi đạt tới cái cứu cánh vị, là cái quá trình nó diễn tiến như vậy. Mà tới đây có nghĩa là mình vẫn là thành Phật đó nha. Nói cách khác là mình vẫn là đạt tới cái đỉnh cao của Bồ Đề vô thượng và Niết Bàn vô thượng. Cho nên học Di Thức cũng tức là học cái pháp môn mà tu dựa trên bát thức và tam tự tánh, dựa trên bát thức tâm duyên để mình nhận thức cái hiện tượng duyên sanh, cái cách cấu kết cấu tạo của sự vật hiện tượng, của vật chất và của tinh thần của con người, là dựa trên bát thức để tìm hiểu cái cách mà nó cấu trúc về tinh thần và vật chất của con người nó ra sao. Thì sau đó là nghiên cứu trên tam tự tánh, bát thức tam tự tánh. Tam tự tánh là biến kế chấp tự tánh, y tha khởi tự tánh, viên thành tự tánh. Cho nên chúng ta đây là nhắc lại ba tự tánh là nhớ là chúng ta là hàng ngày chúng ta chấp biến kế chấp vô cùng, nó bao phủ hết cả cuộc đời chúng ta. Có khi chúng ta nếu mà không học Phật hay cả một cái đời chúng ta không bao giờ chúng ta biết cái tánh gọi là y tha khởi. Cho nên cái người mà biết cái y tha khởi tự tánh đó, là người đó chỉ có học Phật. Mà học Phật thì học Di Thức đó, thì biết được cái tên là y tha khởi tự tánh, y tha khởi tánh. Còn nếu như không học Di Thức đó, thì các vị cũng biết là vạn pháp là duyên sanh, nhưng mà chỉ các vị học thì chỉ biết rằng là các pháp là do nhân duyên hòa hợp mà sanh. À, nhưng mà về Di Thức đó, thì ta gọi là cái vạn pháp mà nhân duyên hòa hợp mà sanh, thế thì ta gọi cho nó một cái từ là y tha khởi tánh.
phải dựa trên cái hiện tượng nhận pháp này mà phân tích, phải thấy cho rõ cái tính chất y tha duyên nhi sanh khởi để mà quán chiếu, để mà tư duy, để mà thấy rằng sự vật này là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường đó. Còn cái viên thành đặc tính là nhớ kỹ, đừng bao giờ cầm mong cầu cái đó, nó không có. Anh xa lìa, anh viễn ly được cái tính chất sai lầm biết kế, anh nhận chân được cái tính sự vật duyên sanh. Do vậy mà anh không có đam mê, anh không có lưu luyến, anh không có trách móc, anh không có đau khổ vì hiện tượng vạn pháp duyên sanh này. Thế thì anh đã có được cái tánh viên thành rồi, đừng có tìm đâu nữa đó. Thân tài hải trung hư mít thủy mà nhật hành lãnh thượng mạc tầm tầm sơn, mà thuộc cái câu đó. À, thế thì vừa thì bác thức tam tự tánh mà tu là tu gì tất cả, mà tu rồi nó đạt kết quả gì? Trên quá trình tu thì chúng ta hiểu là tư lương gì, gia hạnh gì, thông đạt gì, tu tập gì và cứu canh gì. Tóm tắt vậy đó. Bây giờ ta đọc thêm. Đấy là thành quả tu tập của Tam A Tăng Kỳ Kiếp. Hey, cái chữ Tam A Tăng Kỳ Kiếp ta phải đi học nữa. Tam A Tăng Kỳ Kiếp không có nghĩa là lâu, là bao nhiêu trăm năm hay bao nhiêu triệu năm gì hết, không cần. Thế mà anh dứt được, anh tu tập đến cái địa vị gọi là kiến đạo. Kiến đạo vị tức là tu trải qua tam tư lương tới gia hành nha. Bản đồ đây nhé, có bản đồ đây nhé, mua cuốn nhé. À, nhưng mà nói mua chứ không phải quảng cáo à nha. Nhưng mà nếu mà muốn học mà phải mua đây là bản đồ đàng hoàng rớt rồi đó đó. Thế thì là tu tập là tam tư lương nè, là Phật trụ, Phật hạnh, Phật hòa hướng, gọi là tam tư lương. Tứ gia hành là noãn, đảnh, nhẫn, thái đệ nhất. À, sau này nha, cái này mình có học cái phân tích ở sau này hết rồi. Thế thì là tới cái địa vị mà cuối cùng gọi là xuất tâm của cái thái đệ nhất á, thái đệ nhất của cái tứ gia hành đó nè, thì gọi đây là địa vị kiến đạo. Đây, thế thì ngang đó là gọi là địa vị kiến đạo đó, là ngang bằng với cái người A-la-hớn, cái người đó là thấy được chân lý rồi, coi như đoạn trừ kiến tư hoặc được rồi, đó là ngang đó nha. Tôi gọi là kiến đạo tức là nhận thức được chân lý. Từ nhận thức được chân lý, khổ, tập, diệt, đạo, nhận thức rõ, nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, nhận thức rõ. Do vậy mà người ta có một cái đời sống của cái người tu sĩ Phật giáo, ta viễn ly được những cái cách sống của trần gian, của dục vọng, ta viễn ly được ngũ dục lạc, ta viễn ly được tam động, ta quán chiếu, ta thấy rõ tính chất của ngũ uẩn phù hư. Thế thì là cái người đó là người kiến đạo vị, tức là thấy được chân lý. Do vậy mà người ta không còn chìm đắm ở trong cái cõi mà tham dục, thực dục, danh dục, thực tà, dục tà, dục sắc, dục tha, danh, dục thực, dục thùy. Ta xa lìa cái dục đó, cho nên ta gọi là ra khỏi dục giới. Và cái vật chất của thế gian này nữa ta không ham, ta vẫn thọ dụng nhưng mà ta không có ham. Vì vậy cho nên là ta vẫn hàng ngày đi thọ dụng mà, đi khất thực mà, có đồ ăn, có đồ dùng mà ta không có ham, không có đau khổ. Thế thì là ta gọi đó là ra khỏi sắc giới. Và người ta không còn mê tín gì đâu, ta không còn quan đường ảo tưởng nữa. Ta không gửi gắm tâm hồn cho cái thế giới vô hình ở bên kia, bên đây gì đó. Cho nên người ta đã xa lìa được vô sắc giới, tức là người ta gọi là xuất ly tam giới. Mà người xuất ly tam giới như vậy là cái quả đầu tiên của người này là quả vị A-la-hớn. A-la-hớn tức là người đã kiến đạo, tức là thấy được chân lý, cho nên xa lìa được
kiến tư hoặc. À, thế thì ngang đó là gọi là đệ nhất A Tăng Kỳ đó. Ngang đó vậy là gọi là đệ nhất A Tăng Kỳ. Nói còn lại là muốn gọi là vượt qua đệ nhất A Tăng Kỳ là các vị phải đoạn từ, phải học tập kiến tư hoặc và đoạn từ sạch kiến tư hoặc. Chừng đó là mình thực thấy chân lý. Chân lý đây là chân lý của kiến đạo vị thôi, thì mới có được quả là không. Nó có cái tiêu chuẩn mà mình có thể làm được, nhưng mà có cái là mình làm không được là tại vì mình làm chưa được. Chứ không phải là mình mong. Thế thì để nhất A Tăng Kỳ không hạn cuộc thời gian. Cái thời mà Đức Phật còn tại thế, do cái phước đức, cái trí tuệ và bản thân của Ngài, của Đức Phật các bạn, nó quá cao, hào quang quá quá rực rỡ. Cho nên cái lòng tin của người ta hồi đó rất là mạnh. Thành ra Đức Phật thuyết pháp rồi đó, có những người vương tôn công tử, có những người trong cái giai cấp nghèo khó cũng có ha, mà nghe một thời pháp của Đức Phật rồi là người ta ta đoạn trừ hết kiến tư hoặc, ta vượt qua để nhất A Tăng Kỳ. Điều đó là điều có thật, là tại vì cái hào quang của Phật quá quá lớn, uy đức của Đức Phật quá lớn, lời nói Đức Phật là bản thân của Ngài là thân chứng những cái mà của Ngài nói. Do vậy mà thời kỳ Đức Phật thuyết pháp là có những người ta chứng qua là hơn trong một thời pháp. Và lại nữa, mình nghiên cứu về cái quá trình cuộc sống của nhân loại đó mà. Vì xa về trước á, thì cái vật dục á, cái vật chất á, nó lại nhẹ bớt đi, nó ít hơn. Cho nên người ta nghe, người ta tỉnh thức rồi, người ta giác ngộ, người ta buông bỏ một cách kia là tương đối là dễ. Nghĩa là bỏ những cái ít cái hơn mà mình bây giờ. Mình bây giờ mà muốn bỏ được như vậy là mình phải bỏ gấp 1000 lần khó khăn mới bỏ bằng người ta hồi xưa. Hồi xưa thời kỳ đó nó không có 1000 cái để nó trói buộc mình quá nhiều. Còn mình bây giờ vật chất quá nhiều cho nên mình bỏ khó hơn. Thành ra là mình nghiêm vì sao mà hồi xưa Phật còn tại thế là người ta vượt qua để nhất A Tăng Kỳ một cách không khó như bây giờ. Và lý do là con người xưa ta gọi là cổ nhân hình tội thú mà tâm hữu đại thánh đức, kim nhân biểu tội nhân mà thú tâm an khả tắc. Cái đó là Khổng Tử nói nha. Người xưa là cái thân hình ta xấu lắm. Thân hình của thời kỳ đó nó không có phát triển như bây giờ. Con người bây giờ nó phát triển theo cái tiến trình của vũ trụ đi diễn biến đó mà. Thành ra con người bây giờ có vẻ đẹp đẽ hơn, coi có so với hồi xưa là tốt hơn nhiều, đẹp đẽ hơn nhiều. Từ cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cho tới cái ăn, ở ha. Nhưng mà cái tâm thì nó bị ô nhiễm nhiều hơn. Ô nhiễm nhiều là vì thí dụ như hồi xưa đây là cách đây là 30 năm thôi, là cái này không ai đặt vấn đề để mua đó. Nhưng bây giờ là mới mua nè. Mua là phải có cái vậy nè, giờ mất rồi lỡ mất tiếc lắm chứ. Nhưng mà tôi tính rồi, lỡ mất không có tiếc nhiều, tiếc hơi chứ thiếu thôi à, chứ đừng có tiếc nhiều lắm. Tiếc nhiều lắm là nó đau khổ thôi chứ chẳng có được cái gì. Cho nên là hôm qua, hôm kia, hôm thứ sáu tôi đi miền Tây á mà, tôi đi coi cầu Mỹ Thuận đó mà. Rồi ghé cái tiệm cái quán đó rồi bỏ nguyên cả cái vali nè. Tới chừng đi bỏ nguyên vậy nè, quên luôn. Chạy xuống Vĩnh Long rồi mua trái cây rồi ngồi dưới chơi ngồi nhớ, ủa sao đấy, cái cặp nó mất rồi. Thế là hoài trở về tới chỗ cái quán nước á, thì mà vừa xe vừa vô thì họ bưng ra ra liền. Mà trong khi đi thì nó yên tâm, đừng có lo. À, người ta hỏi chứ
mấy thầy ở đâu tới? Tôi nói ở Tà Lơn. Ở nước Tà Lơn. Mình nói đùa mà, bởi vì là cái thứ đi chơi vậy là tôi mặc cái loại áo của mấy ông học trò mà nó có, tôi không mặc áo dài dày. Vì vậy cho nên là tôi nói ở Tà Lơn. Giống như trong kinh nói rằng là tài đương giác sát là tiện ngôn ngã thị sơn tăng. Trong kinh có câu đó, vừa muốn hỏi han nhắc nhở cho nhau đó, thì nói tôi là thầy núi. Thế thì là mình ăn mặc kiểu đó thì mình nói mình là cái ông gì chi cho người ta rắc rối, ta thắc mắc, cho nên nói cái này ở Tà Lơn. Thế là người ta nghe vậy cái rồi tới chừng mình về cái họ cũng nghĩ mình Tà Lơn chắc cũng ghê gớm lắm nhau, ta nói đừng có động tới cái bưu của mấy ông thầy Tà Lơn. Vừa ngoài xe cho tới đâu bao giờ tôi có đưa liền á, tôi cười tôi nói biết rồi, tôi đã biết rồi, đâu ai dám động tới của thầy Tà Lơn. Tôi chỉ có lo cái việc là nếu mà nó lỡ nó mất ba cái thứ giấy tờ đó, tôi không còn nhớ mấy cái thứ giấy để mà xin lại, có hơi lo cái đó. Còn những cái đồ đạc gì trong đó nếu mà có mất được bỏ không có đáng ngại, phải tập như vậy, cái đó là có tập đàng hoàng. Chỉ có giấy tờ là không xin lại là không được, cho nên hơi lo. Nhưng mà suy nghĩ rằng là không mất là thật sự là về bình an vô sự. Thế là tôi đang nói cái gì ha? Đang nói về vấn đề A Tăng Kỳ phải không? Về A Tăng Kỳ thứ nhất các bạn. Ngang chỗ đó nha, là không có hạn cuộc thời gian. Một thời pháp có ba thời pháp hoặc ba tháng nghe Phật là được đệ nhất A Tăng Kỳ đó. Đây nè, chữ nghĩa đàng hoàng đây. Mà chủ yếu là một điều là khi mà kiến đạo vị là các vị phải trừ kiến hoặc và tư, tư hoặc thôi nha, không có cái đó là không có được đó. Cho nên các vị bằng lòng học tu thì làm nhiều được nhiều, làm ít được ít, làm theo năng lực, hưởng theo lao động đó. Giải thoát được nhiều hay ít là do cái nghị lực, cái khả năng của mình. Mình quá giải diệt trừ về não vô minh nhiều hay ít, chứ đừng có mong cầu trông đợi ai giúp đỡ gì hết thảy đó. Để ý cái chỗ đó là cái chỗ khó của đạo Phật đó. Thế thì còn cái gì, 10 cái địa vị gọi là thập địa Bồ Tát, 10 cái địa vị, trong đó chỉ làm hai, từ địa vị thứ nhất cho tới địa vị thứ bảy ta gọi là đệ nhị A Tăng Kỳ. Cũng dựa trên cái nguyên tắc là đoạn trừ phiền não vô minh mà ở trong cái A Tăng Kỳ nào, chứ cũng không phải là ở thời gian. Vì vậy chứ A Tăng Kỳ kiếp ta dịch là vô số, có nghĩa là không phải là nhiều, mà vô số đây có nghĩa là không có định số, không có cái định mức năm tháng ngày giờ nào hết, mà nó là dựa trên cái thành quả của sự đoạn trừ phiền não vô minh. Cho nên tam A Tăng Kỳ không có nghĩa là lâu. Học cái đó phải hiểu cho kỹ, chứ không là mình nghe ai cũng vậy hết á. Hồi nghe mới nói tam A Tăng Kỳ kiếp mình tưởng đâu lâu lắm. Cho nên ông Hoa Nang cũng tụng cái bài mà Thủ Lăng Nghiêm Dương thế hữu tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng bất lực tăng kỳ hoạch pháp thân. Diệu tạm tổng trì bất động tôn Thủ Lăng Nghiêm Dương thế hữu tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng bất lực tăng kỳ hoạch pháp thân. Kinh Thủ Lăng Nghiêm này là trên đời ít có lắm. Khi mà học, mà nghe, mà tư duy, mà quán chiếu rồi là không cần trải qua A Tăng Kỳ kiếp, không cần trải qua Tam A Tăng Kỳ kiếp, mà vẫn được pháp thân, vẫn trở về thể nhập với cái pháp thân thanh tịnh vốn có của mình.
bước lên tăng trì, không cần trải qua tăng trì nào hết, vì đúng như vậy đó, cái trình độ giác ngộ đó như vậy đó. Cái điều đó có thật, nhưng mà mình nghe mình không có tin nổi. Chứ người ta mà căn trí bén nhạy, người ta buông hết mà, người ta buông hết kiến hoặc tư hoặc. Mà kiến hoặc tư hoặc nó phát xuất từ đâu? Nó phát xuất từ cái tâm hồn mà đam mê về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Từ đó mà nó sinh ra tham, sân, si, mạng, nghi, bánh, bánh. Thế thì là người ta nhận thức được rồi, là người ta buông bỏ một cái một. Cái đời sống của người ta bây giờ là ta nhận thức rằng cái vấn đề sống chết là nó là tâm thương, nó bình thường, không có chuyện gì đáng sợ. Thế thì ta buông bỏ cái một là phiền não vô minh của người ta hết cái gì nữa. Cho nên đâu cần trải qua thời gian nào. Tôi nhất kiếp ngồi nhất thời với một cái trình độ, một căn cơ, một cái chủng tử của Đại Thừa. Ta cương quyết như vậy là bất lực tăng kỳ hoạch pháp thân. Đó là điều có thể, ai cũng có thể hiểu được và cũng có thể làm được, chứ không phải là nói để mà nói đâu. Nhưng mà muốn hiểu vậy là phải hiểu là cái chữ tăng kỳ nó có nghĩa là nó không có thời gian dài. Tức là nếu mà hiểu là thời gian là mấy triệu năm mà là một ở tăng kỳ kiếp, đó là cái chuyện nó nói vậy là không đúng. Làm sao mà nghe cái Thủ Lăng Nghiêm rồi mà không trải tam a tăng kỳ mà được pháp thân là sao? Không. Cho nên cái chữ a tăng kỳ không có nghĩa là không có định mức thời gian, không có nghĩa là thời gian bao dài. Rồi ba cái địa vị chót đó là trong Phật địa đó mà, là bất động địa, thiện huệ địa và pháp vân địa. Thì đó là địa ta mà tăng kỳ. Bất động địa, nếu mình giải thích là cái đến cái địa vị bất động đó là giống như là bát phong suy bất động. Tám cái thứ gió hay đại để vậy đó, tám thứ gió: lợi, suy, quỷ, dự, cơ, sinh, khổ, lạc, không lay động được tâm hồn ta. Đây, mình lấy cái chuẩn là bát phong thôi. Mà bất động là tốt quá nè. Đó là địa bát địa rồi đó. Thiện huệ địa là cái trí huệ luôn luôn là lúc nào cũng ở trên con đường thánh thiện, chứ không có con đường mà là vô minh về não. Pháp vân địa là lúc bây giờ là nó phát sinh ra cái trí tuệ, nó thành ra đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mẫn chúng sanh, lòng thương chúng sanh như là cái đám mây mây lành ở trên trời vậy đó, nó che mát tất cả mọi người. Thế là tam a tăng kỳ là như thế. Mà qua tam a tăng kỳ rồi là tới địa vị gọi là đẳng giác. Qua mười địa rồi có địa vị gọi là đẳng giác. Đẳng giác tức là cái trình độ giác nó gần nó ngang với cái gần với giác ngộ chư Phật. Tức là cái địa vị Phật nó gọi là địa vị diệu giác. Diệu giác là đạt đến cái trình độ mà nó màu nhiệm vô cùng đi. Nó giống như chữ bất tư nghị giác vậy đó, nghĩa là người ta nhìn ta không làm sao người ta nhận thức nổi cái trình độ giác ngộ của cái người mà giác ngộ tới cái địa vị tối thượng đó, kêu bằng diệu. Chữ diệu nó cũng gần như chữ bất tư nghị, người ngoài nhìn không biết. Cho nên là Phật Thích Ca là thành đạo rồi, dẫn đi thuyết pháp mà là một vị cũng là đầu độ trời chân đạp đất, cũng mang mình bắt đi khất thực đồng hành với các đệ tử. Thế thì nhìn bên ngoài thì ai cũng như ai, thầy cũng như trò, nhưng mà trong đó có cái diệu giác, có cái bất tư nghị của một con người đó, bất tư nghị giải thoát đó. Thế thì tam a tăng kỳ là như thế. Do vậy cho nên là tam a tăng kỳ không có nghĩa là lâu, để ý vậy. Rồi bây giờ thế là coi như là tới đó đó bạn, là 30 bài tụng mình đã học hết rồi đó. Vậy là kỳ 30 hả?
Như thế này gọi là 30 bài tụng. Thì mình học tới kỳ 30, kể như là một bài tụng mình học một lần. Hôm nay là kỳ 31, là coi như là mình học bát thức quy củ tụng là chánh. Học cái này là học bổ sung rồi nè. Bát thức quy củ tụng, tức là bài tụng luận về quy củ của tám thức. Quy củ là hai thứ dụng cụ để người ta vẽ ra hình tròn và cái góc vuông, tức là cái cơ ba của thợ mộc, cái eke của thợ mộc. Thợ mộc là phải có hai cái đó, không có hai cái đó là không làm thợ được. Tất cả những cái nhà này cũng vậy, này đều là phải có eke hết đó, tức là cũ, chứ cũ đây là cái eke đó. Không có là không làm sao mà cái tấm dấp cho đứng được, cái đà cho ngang được. Và không có cái quy là không làm sao mà làm cái vòng tròn được. Nghĩa rộng của nó là cái chuẩn đích mẫu mực trong phạm vi khuôn khổ nào đó. Nếu mà trong phạm vi khuôn khổ của người thợ mộc thì người ta làm ra đống bàn, đống ghế, đống tủ. Của người thợ hồ thì người ta cũng làm nhà, làm cửa. Rồi còn ở thì là nói về trật tự trong nhà thì sắp xếp đâu cho ngăn nắp thứ lớp và để đâu vị trí nào cho nó đẹp đẽ, nó trang trọng. Thế thì ta gọi là làm việc có ngăn nắp, cũng tức là có quy củ vậy. Còn như thợ mộc thì tất nhiên là phải xài cái đó để mà lấy góc vuông, cái hoành tròn. Bát thức quy củ nêu ra một số chuẩn mực phạm vi hoạt động của bát thức tâm vương, gọi là bát thức quy củ. Văn thể cấu tạo hình thức là bài tụng, cho nên gọi là bát thức quy củ tụng. Tụng á, nó tụng hay là kệ hay là tụng thì nó có cái hình thức của nó. Nó giống như thơ mà nó không phải thơ, giống như thơ đường, giống như tứ tuyệt, giống như bát cú mà không phải là tứ tuyệt bát cú. Ví dụ như là tứ tuyệt của thơ đường á thì nó có vần, có bốn câu mà ba vần. Ví dụ như cái bài là khứ niên kim nhật thử môn trung. Thế thì chữ trung này là bắt buộc là phải có vần. Nhân diện đào hoa tương ánh ồng. Chữ hồng đó là vần, chữ ung, vần ung ở trên. Kim nhật bất tri hà xứ khứ. Cái chữ này không cần vần nữa. Mà cái vần này nó ăn với hai cái vần trên. Đào hoa y cựu tiếu đông phong. Thế thì bốn câu ba vần, thế thì phải làm như vậy mới gọi là tứ tuyệt. Chứ nếu không có vần như vậy là không được gọi là tứ tuyệt. Đó là bài thơ của thơ Hộ, mà thơ Hộ là bài thơ làm chết người vậy nha. Bài thơ đó mà làm cho một cô gái tương tư chết á. Rồi còn đó là về bát cú ha, thì nó có năm vật. Ví dụ như gia nhân bất thị đáo tiền đường, dần đường này nè phải có vật nè. Bán thế yên qua trái vị thường, câu kế này khỏi dần nè. Ngọc diện khởi ưng mai thủy quốc mà băng tâm tử khả đối kim lương, vật nè. Đoạn trường mỏng lý căn dương liễu, khỏi nè. Bạc mãn cầm chung quán hẳn trường, phải vật. Đã để là như thế thì gọi đó là thi thơ đường. Còn kệ đây là khai kinh kệ vô thường thầm thâm vi diệu pháp, bà kệ đó. Ba thiên dạng kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiên văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Không có gì hết. Gọi là bài kệ, khai kinh kệ, tức là bài kệ khai kinh.
Cũng bốn câu vậy. Còn bài tụng thì cũng có thể bài tụng, bài tụng này là một bài tụng là 12 câu. Thí dụ như tánh duy vô phố ngũ biến hành, giới địa tùy tha nghiệp lực sanh. Hai cái hành và sanh này nó vần đó, nhưng mà cái vần này là cái vần bạc mạng, may rủi, cho người ta không dụng ý, cho nên không có quyền bất bỏ. Nhị thừa bất liễu nhân mê chấp mà do thử năng hưng luận chủ tranh, cái này họ vẫn làm vần đó. Mà cái người mà làm bài kệ bài tụng mà làm được vần như vậy, có nghĩa là cái bài văn đọc nghe nó ai cũng nghe cũng thích và dễ thuộc. Hào hảo tam tàng bất khả cùng, quyên thâm thất lãng cảnh vi phong, mà thọ quân trì chủng căn thân khí, mà khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Đây có vần tụng mà ta làm có vần. Thành ra cái này là rất là dễ học. Nhưng mà đây là ta là tụng, bởi vì nó không cần đối. Ta cần cái ý nghĩa nó chứa đựng ở trong những bài tụng đó, mà ta không cần cái ý tứ đối nổi gì hết. Vì lẽ vậy cho nên trong Phật giáo là có bài kệ, bài tụng thì có. Mà trong Phật giáo thì là không làm bài thi. Bởi vì thi á, mà dựa vào cái thể thi nào nó cũng có cái vần của nó. Mà nó ép vần như vậy là làm cho nó hạn chế cái tư tưởng mà mình không nhốt gọn nó trong đó được. Do vậy mà tôi không bao giờ tôi thích là bắt tôi nghe Phật giáo mà làm ra bằng thi, bằng kệ, rồi nhờ nghệ sĩ nổi tiếng ngâm lên để mời tôi nghe, cái đó là không bao giờ tôi nghe. Bởi vì một bài câu, một bài kệ của tôi có thể 4 chữ, 5 chữ, 6 chữ, 7 chữ gì đó, mà tôi giảng tét cái cần cổ ra, giảng hết hơi ra, mà còn chưa hết được cái ý nghĩa. Còn đây mình gói ghém ở trong một cái bài mình gọi là thi dị quá là phải không nào? Rồi đó là ngâm mà nói được cái gì đâu. Không là sao mà nói được cái gì đâu. Cho nên là nghe cái đó để chơi thì được. Ai thích âm nhạc và thích cái giọng trong trẻo của các nghệ sĩ tuyệt vời đó hả, thì để nghe rồi lý giải vậy, rồi ưu tư rồi thưởng thức cái giọng thôi. Chứ đạo Phật thì không làm thi thơ, mà ngâm thì càng không bao giờ chấp nhận được. Bát Sức Quy Củ nêu ra một số chuẩn mực phạm vi hoạt động của Bát Thức Tâm Vương, gọi là Bát Thức Quy Củ. Về thể cấu tạo hình thức bài tụng, cho nên gọi là Bát Thức Quy Củ tụng. Nói về đệ Bát Thức có 3 bài tụng 12 câu. Đệ Bát Thức có 12 câu, đệ Thất Thức cũng có 12 câu, cũng 3 bài tụng. Đệ Lục Thức cũng 12 câu, 3 bài tụng. Tiền Ngũ Thức tuy là 5 thức nhưng mà gặp lại tiền ngũ thức chung lại thành cũng 12 câu, 3 bài tụng. Cho nên là mỗi một thức ấy mà đều giống nhau, tiền ngũ thức á. Chỉ lưu ý 5 thức trước cái tính chất hoạt động nó giống nhau, cho nên tiền ngũ thức mà cũng chỉ có 3 bài tụng, cũng chỉ có 12 câu. Trước hết nghiên cứu về đệ Bát Thức. Đây bài tụng về đệ Bát Thức này. Tức là đệ Bát Thức tức là thức thứ 8. Ai cũng biết rồi. Thế thì người ta, cái bài tụng người ta tóc yếu nó như thế này nha. Tánh duy vô phú ngũ biến hành, giới địa tùy tha nghiệp lực sanh, nhị thừa bất liễu nhân mê chấp, do thử năng hưng luận chủ tranh. Đây là một bài tụng 4 câu.
Thế thì đọc cái này mà nếu mà các vị mà học thuộc kỹ mà thì không cần giải thêm gì cũng được. Ngồi nói muốn nói rộng, nói muốn nói hẹp, nói tánh duy vô phú, ngủ biết hả? Vô phú tức là vô phú vô ký. Mà muốn nhớ cái từ đó là phải nhớ cái từ vô ký là gốc, nó phát xuất từ cái từ vô ký. Vô ký ba cái mà, nhưng mà bỏ bớt đi, tức là đây là tính vô ký. Nhưng mà tính vô ký này thì nó có thể một là vô ký là tự tánh nó rồi, nhưng mà nếu nó bị phiền não vô minh cộng vào thì gọi là hữu phú vô ký. Còn không có bị phiền não xâm phạm vào thì gọi là vô phú vô ký. Mấy cái này mình học rồi mà nếu mà học thuộc kỹ rồi thì giờ là nói cái thuộc ngay nè. Thế thì cái tánh của đề bạc tức là vô phú vô ký, nó là tánh vô ký, nhưng mà nó không có bị thêm cái thứ phiền não nào ngăn che nó, làm cho nó bị mờ, nó bị vẩn đục đi. Ngược lại tôi nói ví dụ như này mà, ngược lại phải không vậy nè, để thất thức đó mà, đó chất hữu phú thông tình bổn. Thế là cái thức thứ bảy là hữu phú vô ký. Nghĩa là thức thứ bảy là vì sao vậy? Vì sao mà nói anh là hữu phú? Là tại vì vì ngã si ngã kiến tinh ngã mạng ngã ái cập như xúc đẳng câu. Anh chấp ngã cho tới ngã si ngã kiến ngã mạng ngã ái gì do ảnh hết, do vậy cho nên ảnh là hữu phú vô ký đó. Tại đề bác tức là phải tâm duy vô phú, ngủ biến hành, nghĩa là cái tâm nó y như là cái ly nước trong, thật là trong, nguyên chất của nước sạch, không có thêm cái gì hết, nó gọi là vô phú vô ký, không có thêm chất gì hết. Còn cái ly nước mà ví dụ như mình chấm vô chút xíu phẩm đỏ hay là phẩm xanh gì đó ha, mình chấm vô chút xíu trong chế độ mình chấm vô ra là nó thành hữu phú vô ký. Nó bị có cái màu dâu ra màu nhợt ha, cho nó có màu trong rồi là nó mất đi cái thể nước trong của nước sạch. Tánh duy vô phú ngũ biến hành. Ngũ biến hành là nó tương ứng như năm món biến hành. Năm món biến hành là gì? Là xúc tác ý thọ tưởng tư. Cho nên là học cái này rồi cái này tôi mới ngồi nói à. Ngồi đâu là học như thức đó được hết trơn. Ngồi tư duy quán chiếu như thức học được hết. Thì nó tương ứng với năm món biến hành là xúc tác ý thọ tưởng tư. Mà năm cái món biến hành này nếu mình đọc kỹ mà năm món biến hành này á là nó năm món biến hành này là cái tâm sở này nó tương ứng với tất cả thức, chứ không phải là chỉ tương ứng với đề ba thức mà thôi. Nghĩa là thức nào mà khi mà nó sinh khởi mà đều có tương quan tới xúc tác ý thọ tưởng từ. Thế thì là cái đề bát thức này mà nó cũng phải có năm cái món biến hành đó, là cái mối liên hệ giữa hiện tượng sự vật tác dụng vào cái đề bát a la gia thức, cho nên nó phải tương ứng với năm món biến hành. Vì năm món biến hành này cũng là cái tánh vô phú và vô ký đấy. Rồi bây giờ đây là tại sao nói vậy, đây là tôi đọc lại quý vị để ý nè. Sơ ai là gia thích dị thục nhất thiết chủng bất khả tri chấp thọ xứ liễu thường giữ xúc tác ý thọ tưởng tư ha, tương ưng duy xả thọ thị vô phú vô ký xúc đẳng diệt như. Như vậy có nghĩa là xúc cũng vẫn là vô phú vô ký. Hằng chuyển như bạo lưu a la hớn vị xả. Do vậy cho nên cái này nè, học cái này là người ta thêm
nó rõ thêm và đồng thời tóc ý gom góp lại để cho mình dễ nhớ. Cho nên là ví dụ như cái quyển kiến thức này là tôi giảng là triển khai từ 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 á, chứ còn từ đầu tới cuối tôi không cần cuốn sách gì hết, cứ nói từ chữ vậy ra tôi nói hoài. Mà bây giờ các vị, tôi giảng đây là 30 mấy ha, nhưng mà nếu mà người nào muốn chịu chơi á, là tôi làm luôn 3 tháng. 3 tháng không cần giấy nhất. À, là tại sao vậy? Là tại vì tôi câu ra, câu giống như thầy điện, tôi câu điện vậy đó. À, dư điện nó có rồi là mình cứ mình câu dài ra câu hoài, xài tới đâu câu tới đó. Nói cách khác là gọi là câu giờ. Câu giờ tức là nó nói hoài, nó kéo dài ra nó hoài. Cho nên cái hồi là cách đây là 18 năm đó mà. Là tôi là ưa có tấm lý lắc và quá dị. Hồi đó mình học chủ nghĩa Mác Lê và mình học đủ thứ trong quá trình cách mạng á. Học cả năm rồi, cái rồi giờ nó giờ giết thu hoạch á. Cái ban tổ chức học là ta đề nghị giết thu hoạch. Thế thì là những em khác là viết là 10 tờ, 15, 10 trang, 15 trang đánh má vậy. Tôi thì là biết lắm, tôi nói không. Viết nhiều đó không nhầm gì tôi hết trơn. Mà viết mất công nó làm có nổi. Bây giờ muốn chơi vậy là đem ra cho tôi nghe là bản đen. Và mời thêm ít chục gì nữa. Rồi tôi trình bày cái thu hoạch của tôi nghe là chủ nghĩa Mác và Phật giáo. Tôi trình bày người ta tối thiểu là 3 ngày, mà nếu mà các vị có đồng ý là 7 ngày, mà giảng 3 ngày xong rồi tôi hỏi giờ muốn không là 3 tháng luôn, làm 3 ngày không giấy nháp, trình bày lên bán đen. Thế thì tôi còn nói kiểu khí khái nữa, nếu mà 3 tháng mà tôi mà có đem cái giấy nháp là cứ để cái đôi mây sẵn đây. Thấy có là giới nháp là đè xuống quýt. À, hứa không nói giới nháp. Thế thì là nói cười chơi vậy mà. Chứ thực sự ra khả năng là ví dụ như quyển này tôi đem là tôi nói rồi tôi câu giờ á. Rồi tôi nói theo là tất cả các kinh khác á. 6 tháng tôi còn chưa hết rồi đừng nói 3 tháng. Cho nên là cái này mà mình học thuộc rồi á, học thuộc căn bản mới rồi là các gì học cũng khó nữa. Thì cái chuyện này tôi nói hoài á mà, các vị quýnh túi sắt là chừng nào mà các vị túng nước chứ, không có túng nước. Các vị quýnh hoài cả đời vậy mà các vị cứ quýnh được à. Mà hỏi cái gì trọng lời tôn sư tượng xe phá ngựa chốt vậy, quýnh hoài được hoài. Mà cái lần rồi mỗi lần gọi là nó tới đó nó biến ảo cách kỳ quá, không có bàn nào giống bàn nào mà các vị dẫn quýnh được. Thế thì ở đây giờ cũng vậy, nó biến ảo lắm. Thế thì tính duy vô phú ngũ biến hành là mình đọc lại cái bài trước đấy. Giới địa tùy tha nghiệp lực sanh. Đây, nói cái chữ giới địa đây là tôi câu ra bao nhiêu ngày rồi. Chữ giới đây tức là tam giới, là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới nha. Mà dục giới thì giảng chữ xưa thì sao, mà dục giới giảng chữ nay thì sao? Giảng chữ xưa là dục giới là nó gồm có tứ thiên duyên thiên, đau lợi thiên, dạ ma thiên, đau sức đà thiên, quá lạc thiên, tha quá tự tại thiên, 6 tầng trời đó gọi là cõi, gọi là trời dục. À, rồi thì phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, vô danh thiên, phước sanh thiên, phước ái thiên, quảng quả thiên, vô tổ thiên, vô thiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu cánh thiên, ta gọi là cõi sắc. Rồi nếu mà tôi câu giờ tôi đem tôi giải thích từ ông trời vậy đó, các vị nghe có muốn nước một xương sống luôn á. Thế thì người gọi là cõi sắc là ngay vậy đó, từ tầng vậy đó. À, còn không có viên sứ thiên,
thất vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng phi tưởng xứ thiên, là bốn cái tầng đó không có ở trong mây mà ở trong hư không đó, nói vậy đó, gọi là vô sắc. Đó là giảng kiểu xưa. Còn cái kiểu mà mình phải học với thời đại chủ nghĩa Mác Lê này đó, mình không có nói vậy được. Và thực chất cái giáo lý của Đạo Phật cũng không nói vậy được, mà nói như vậy là sai. Tam giới không có tầng, mà là tam giới là ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo à. Nhân dân dục lưỡi tri tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tánh của pháp giới tất cả đều duy tâm tạo. Thế thì tâm của anh mà nếu đầy đủ tham dục, thực dục, dâm dục, dục về tài, về sắc, về danh, về thực, về thi, thì tâm anh là làm cho anh ở vào dục, dục giới. Anh sống trên cõi đời này mà anh đam mê vật chất, anh đau khổ vì vật chất, anh thèm thuồng vì vật chất, anh mong muốn vì vật chất, anh ước ao vì vật chất mà không bao giờ thỏa mãn vì vật chất, thế thì anh là người ở trên cõi sắc đó. Anh ở đi mà anh gửi gắm tâm hồn qua trong cái cõi siêu hình, cái cõi quan đường, cái cõi ảo tưởng mà không bao giờ có sự thật, đó là anh ở vào cõi vô sắc đó, do tâm anh làm cho anh ở cõi nào. Chứ pháp giới là không có từng lớp, mà pháp giới là trùng trùng vô tận. Pháp giới là nhất chân, đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi, cõi là nhất chân phi sắc phi tâm, cõi như nhau không có cực lạc ta bà, đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi. Đây, thế thì tam giới xưa rồi tam giới nay, tam giới thời đại nó phối hợp với chủ nghĩa Mác Lê, tam giới của khoa học. Người khoa học nhìn nhận phải nhìn nhận, người Mác Lê, chủ nghĩa Mác Lê cũng nhìn nhận, và người tôn giáo như những người trí thức Phật giáo cũng phải nhìn nhận như vậy. Đây, thế là giới địa. Đấy, giới là tam giới, địa là cửu địa. Cửu địa là tôi làm ra 25 địa. Tam giới tôi tán mỏng ra nó thành cửu địa, là dục giới ngũ thú tạm cư địa. Rồi sắc giới thì là ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ lạc địa, ly hỷ diệu lạc địa, xả niệm thanh tịnh địa. Rồi không vô biên xứ địa, thức vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, phi tưởng phi tưởng xứ địa. Thế thì là tam giới nó nhân ra thành cửu địa. Ở đây ta gọi là giới địa tùy tha nghiệp lực sanh. Nghĩa là tam giới và cửu địa mà khi mà nó sinh vào trong cái hoàn cảnh đó, cái môi trường của tam giới cửu địa đó là do tha nghiệp lực cho nó không có làm được, hay không? À là do bây giờ tánh nó là vô ký, nó là không làm thiện được, không làm ác được, cho nên là nếu mà nó ở vào cái cõi sắc, cõi dục, cõi vô sắc gì đó là đều là do tha nghiệp lực làm, chứ còn nó không có làm được. Đó, người ta tác yếu rất là hay vậy đó. Giới địa tùy tha nghiệp lực sanh. Tha nghiệp lực là do nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức làm ra nghiệp lực để mà sanh vào cõi dục hay cõi sắc hay cõi vô sắc. Còn nó thì không có khả năng làm gì điều đó. Cho nên giới địa tùy tha nghiệp lực sanh. Nhĩ thừa bất liễu nhân mê chấp. Nhĩ thừa và tâm lý học bình thường người ta chỉ biết tới nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ta gọi là năm giác quan, ý ta gọi là ý thức, mà ta cũng gọi là tiềm thức. Đại để nó như thế, cho nên là mình học cái giáo lý của tiểu thừa đấy. Giáo lý tiểu thừa chỉ có tới đệ lục ý thức thôi, chứ ta không nói mạt na và lại da. Do vậy cho nên cái luận này nè, cái thức học này là thuộc về là cái hệ tư tưởng của đại thừa. Đó. Nó giới địa tùy tha nghiệp lực sanh, nhị thừa bất liễu nhân mê chấp. Nhị thừa cho là không có a la da, không có đệ bát thức nào hết, chỉ có tới ý thức thôi. Do thử năng hưng luận chủ tranh, vì vậy mà
cái nhà lãnh chủ tức là cái ông này nè, ông Thiếu Thanh này nè, ông mới đề xuất ra có cái thuyết gọi là Đại Thừa Duyên Thức Học, tức là phải có Bạc Na và phải có A Lại. Dạ, chứ ý thức không không được. Ý thức không trong lúc mà từ sanh vô tử thiên cập vô tâm nhị, nhị định, trong lúc mà ta tu vô tận định, diệt tận định, và lúc ngủ say không chiêm bao, lúc chết giấc, thế thì là tới chừng thức dậy làm sao thức, sống dậy làm sao sống. Mà ta thức dậy được, ta ngủ say rồi ta thức dậy được. À, người ta nhập diệt tận định, vô tận định rồi người ta có thể xuất định, người ta còn sống được. Vậy thì lúc đó nó ở đâu? Nó phải có cái A Lại hay là gia. Đấy, cho nên là do thử năng hơn luận chủ tranh để biện minh rằng phải có cái đệ bác A Lại gia thức. Tôi dẫn chính trong kinh Lăng Nghiêm, Đà Na Di Tế Thức, bọc hằng chuyển như bọc luôn. À, cho nên cái đệ bác thức này cũng gọi là A Đà Na Thức. Dẫn các kinh chứng minh rằng Phật có nói cái thức A Đà Na Thức, tức là A Lại gia thức. Cho nên là tranh luận dữ lắm mà mới thành lập cái Di Thức Học đây nè. Hết giờ rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận. Ngày xưa con bơ vơ trong đời u tối, trầm luân nghe đau thương kiếp làm con người. Xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống chay vơi, qua bên kia bên bờ đi tới nơi luôn sáng ngời ánh mặt trời. Tình thương nghe bao la nơi thầy ấm áp, bình an nghe mênh mông chan hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ. Thầy ơi con xin hứa dù khó không lùi, chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn tâm trong sáng, sẽ vượt thoát từ sanh này rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la, lặng yên nhưng bao sương muôn loài xa vắng. Tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ. Oh.
trong đời u tối. Chẳng luôn nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, đứa con thoát cuộc sống cháy vơi. Qua bên kia bên bờ đi tới nơi luôn sáng tình thương, nghe bao la nơi thầy ấm áp. Bình an nghe mênh mông tiếng thầy chan hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa trong vô biên không lời không ý. Nghe thanh thoát niềm vui tràn vỡ. Thầy ơi, con xin hứa dù khó không lùi, theo chân lý con sống an vui. Quay trở về nguồn tâm trong xa, sẽ vượt thoát từ xanh này rồi. Đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la. Lặng yên nhưng bao dung muôn loài xa.